sẽ có mấy dòng Kuta mới nè. Kuta GT à, từ 80 90 đến 165 đầy đủ rồi con. Có đề không đề đầy đủ luôn nè. Mới là được bảo hành nha con, từ bảo hành từ 6 tháng đến 2 năm nha. 6 tháng, 1 năm, 2 năm. Hơn 20 giặt dòng tháng đổi mới nha. Còn qua hết tháng bảo hành thì hư cái gì em bảo hành sửa cái đó miễn phí. Đó là cái mới. Mới nó khỏe rồi con ơi, hư 20 giặt dòng tháng đổi mới thôi. Còn phụ tùng thì lúc nào cũng có. Để hỗ trợ bà con tiếp cận những máy móc mới nhất, hiện đại nhất. Bên em hỗ trợ bà con không cần tiền vẫn có máy về xài, hỗ trợ chở sao quá không, chở chậm á. Bà con không cần tiền vẫn có máy đem về xài, máy mới đồng hoàng, máy cũ đều có. Đặc biệt máy mới, ưu tiên cho bà con luôn, bảo hành bà con 6 tháng, 5 hoặc 2 năm. Trong vòng tháng đầu tiên đổi mới, còn tháng trong hết tháng đầu tiên thì hứa gì em sẽ sửa miễn phí cái đó. tám mươi chín mươi đầy đủ. Đẹp mà con. Bà con không cần tiền vẫn có máy để xài. Và lãi suất cực thấp nè bà con. Giờ xài máy mới nó khỏe bà con ơi. Cái đĩa cũng hên xui à. Cái đĩa hồi xưa thì im bây giờ cũng không bằng giờ máy mới đâu. Mới giặt dần dòng tháng hơn 20 giặt đổi mới thôi. Thì nhà bảo hành thì sửa chữa miễn phí thôi. Rất tiện bà con ơi. Máy mới đầy đủ nha. Giao hàng trên toàn quốc nha bà con. Đối với dòng máy dầu máy xăng giao hàng trên toàn quốc nha. Bưu điện hay gì đó tới nhà cho bà con luôn. Dòng máy mới nó khỏe bà con, có thời gian nghỉ ngơi hưởng thụ nhiều hơn. Mấy cái đĩa tối sáng tiệm xe máy này, chiều tiệm xe máy kia quải lắm. Máy mới nó khỏe, cứ làm tăng là về nghỉ ngơi thôi. Cà phê cà pháo đi học hỏi kinh nghiệm với bà con cho dễ. Còn mấy cái đĩa tối ngày ngoài tiệm xe máy không quải lắm. Mấy dòng máy mới là đẹp bà con ơi. Mô hành từ 6 tháng, 1 năm đến 2 năm. Trong vòng tháng đầu tiên, tất cả trong vòng tháng đầu tiên hưu trực chặt đổi mới hết. Đây là số dòng máy dầu diesel. Này LV 125-2 rồi con, mẫu rất đẹp nè. Hỗ trợ trả góp nè con, không có tiền vẫn có máy đem về xài nha. Trả góp không đồng nha. Nhưng là không có tiền vẫn có máy đem về xài. Tất cả sản phẩm công ty em thì hỗ trợ trả góp cho con là không có tiền hay là chưa có đủ tiền vẫn có để máy gì xài luôn, hỗ trợ trả sau luôn, lãi suất cực thấp luôn, thủ tục đơn giản nha bà con, chỉ cần đem chứng minh hộ khẩu là được rồi, có đơn điện nước nếu có, nó là đơn giản nhất, bà con nào cũng có. Đây số dòng máy xăng mới khỏe bà con ơi. Cứ máy mới có 1 triệu mấy 2 triệu con thôi, còn khỏe. Bảo hành bà con từ 3 tháng 6 tháng đến 1 năm nha. Dòng tháng đầu tiên đổi mới nha, tất cả dòng máy xăng cũng vậy nha. Tháng đầu tiên đổi mới. Cứ hư 20 giặt tháng đầu tiên đổi mới. Còn mấy tháng còn lại là hư về sửa đó miễn phí nha bà con. Mẫu rất đẹp nè. Có số dòng máy xăng. Phát điện đầy đủ nha bà con. Đây số dòng GT ZT nè, của Thái Lan đây. Sản phẩm này là bảo hành 2 năm rồi bà con. ZT, GT đầy đủ. Alo. Dạ nghe.
nó không có hư đâu bán, nó là xài thiên thu không có đâu. Anh chỉ đừng có để, đừng có để khô nước trong vòng 15 phút thôi, 1 phút thôi. Có tôi sức có dạ cục quá mà anh xài cả đời biết nào, không có xài đừng đập thôi chứ nói giờ chưa ai để luôn á. Đó là nghĩa địa à, con này mới mới là bình thường đúng rồi. Đúng rồi, cầu vàng cũng có luôn. Thích chăng anh cái vài chục ngàn gì, 50 ngàn dữ lắm rồi à, 50 ngàn dữ lắm rồi. Thu tiền anh, thu tiền tới nơi, em tới nơi thu luôn à. 6 đúng rồi dạ 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 cái nghiên cứu đây nào cần thì em gửi thôi. Ba ngựa mới được. Ừ. Làm sao đủ ba ngựa cho em được rồi. U ly khoảng tắc 2, tắc 3 nha. Đúng rồi, nó mới đủ số vòng. Nên mới mạnh. 80 không? Không đủ số vòng.